Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì hôm nay trong video này em sẽ báo giá cho các bác cái giá gỗ của thằng gỗ Hưng Đá và cái giá gỗ của thằng gỗ Gót Đỏ của cuối năm 2024 để mình cân đối làm sao làm hàng, chuẩn bị hàng cho năm 2024 các bác nhá. Đấy, hiện tại em đang có mặt tại chợ gỗ Thường Tín, đấy, một trong những khu chợ gỗ lớn nhất ở khu vực miền Bắc mình đây các bác. Đấy, và cái giá cả của hai thằng này nó lên hay là nó xuống thì các bác cùng xem hết video này các bác nhá. Và tiện đây em cũng trả lời cho một số câu hỏi của một số bác khách khi mà đi mua đồ thợ ở Đồ Gỗ Gia Vũ. Đấy, bác cái câu hỏi em rằng là chân 16, án gian chân 16 gỗ Hưng Đá tại sao có giá tiền cao như vậy, đấy mà chân 14 nó lại thấp, mà giá mà nó chỉ chênh nhau có 2 cm thôi, làm sao mà phải nhiều tiền đến như vậy các bạn. Và câu hỏi tiếp theo là vì sao mặt bàn thờ lại phải ghép hai ấy mà sao không sử dụng hàng nguyên tấm. Đấy, thì trong video này em sẽ trả lời hết cho các bác luôn, đồng thời báo giá cho các bác xem luôn các bác nhé. Đấy, thì các bác nhìn thấy ở đây là những cái hàng trồng gỗ của gỗ Hưng Đá cực kỳ là to, với cái độ rộng của nó lên từ 70, 76 cho đến 80. Đấy, và đặc biệt ở đây thì chuyên những cái hàng phách, hàng lớn như này, đấy, chuyên cho cái phần mặt bàn. Và cái giá gỗ của những cái thằng này ấy, thì nó khá là cao các bác. Giá gỗ nó khá là cao. Đấy, thì những cái dòng gỗ Hưng Đá thì nó nhập khẩu về Việt Nam mình nó có 3 dạng. Một là hàng phách như thế này các bạn, hàng phách như thế này đây. Hai là hàng blue, là những hàng cây vuông, xẻ vuông tròn sắc cạnh ra đây các bác. Hàng thứ ba là hàng cây tròn. Với những cái hàng cây tròn này thì khá là hiếm và độ rủi ro nó khá là cao, nên là khi mà làm đồ thờ và nội thất phòng thờ ấy, với những cái hàng mà khuôn nhỏ thì mình nên chọn những cái hàng blue như thế này để cho nó tiện, cho nó đúng việc các bạn. Đấy, và trả lời cho bác một số câu hỏi là vì sao chân 16 nó lại giá cao như vậy. Thì các bác hình dung này nhá, để mà xẻ được ra chân 16 thì phải xẻ ra từ cây gỗ blue. Tại vì sao? Đấy, vì những cái hàng phách này khi nhập khẩu về để mà chốt chân chuyện ấy thì nó chỉ có chiều rộng các bác. Cái chiều rộng của nó chỉ là 16. Ví dụ chiều dài nó khoảng được 2m, 3m. Đấy, cái này thì không giới hạn. Đấy, chiều rộng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 30, 35 ấy, cho đến 70, 90 cũng có. Và đặc biệt ấy, là cái chiều cao của nó ấy, thì nó chỉ được từ 15 đổ xuống rồi các bạn. Đấy, rất hiếm khi những cây có cây 16, chủ yếu những cái hàng phách này chủ yếu là dày 15 đổ xuống. Đấy, nên là khi mà dày 15 này chốt xuống chân 14 thì thoải mái, giá thành nó vẫn êm, nó vẫn dịu. Nhưng mà khi mà làm hàng chân 16 thì mình phải mua những cây gỗ blue ấy, có giá thành cao hơn. Một cây thì nó lên tới hơn một khối rưỡi, rất nhiều, và chốt thành chân 16 để làm cho các bác ấy, thì giá cả nó cũng sẽ cao hơn so với hàng chân 14 các bác nhá. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là sao mặt bàn đấy, sao không ghép một tấm đấy, sao không làm một tấm nguyên khối mà sao lại phải ghép hai đấy. Thì các bác cũng vừa nhìn thấy số đo ấy, thì những cái mặt bàn thờ của mình đấy, nó rộng từ 1m07, 1m17 hoặc 1m27, mà gỗ của mình nhập khẩu về thì gỗ khoảng từ 35, 40, 45 đấy, 50. Thì những cái hàng đấy là mình tất nhiên mình phải ghép hai rồi. Có những cái hàng 90, 80 cũng có, nhưng mà mình vẫn bị thiếu các bạn, vẫn bị thiếu. Và đặc biệt những cái hàng này chuyên cho những cái hàng gọi là sập ngồi đấy, những cái hàng như là sập chân quỳ thì giá gỗ nó cực kỳ là cao. Tại vì mỗi con sập chân quỳ bằng gỗ Hưng Đá thì nó lên tới khoảng 40 đến 45 triệu. Còn trong khi đó bàn thờ án gian mình, ví dụ như mặt một chiếc mặt án gian rộng 1m07 thì giá nó thấp hơn rất nhiều các bạn. Đấy, nên là khi mà làm hàng vẫn có những cái đơn hàng là liền một tấm được, nhưng mà giá thành nó cực kỳ là cao các bác. Đấy, còn hầu như là 100% là sẽ hàng ghép đôi. Đấy, ví dụ như cây gỗ đây, những phách gỗ đây thì đây nó chỉ có rộng có 37 thôi, các bác nhìn thấy đây này. Đấy, 37, 47 thì tất nhiên là con bàn 1m07 của mình thì mình sẽ phải ghép hai rồi, đúng không các bác? Đấy, và khi xem gỗ thì các bác phải xem kỹ 6 mặt các bạn. 6 mặt, mặt trên, mặt dưới. Đấy, mặt trái, mặt phải và mặt đằng trước và đằng sau, đúng như một hình hộp. Đấy, các bác phải nhìn kỹ. Và gỗ Hưng Đá thì người ta sẽ bán rời theo phách hoặc là theo kiện. Đấy, ví dụ như cái kiện tròn như này. Đấy, các bác có thể nhìn kiện người ta xúc vuông vắn như này, mua theo kiện. Đúng, thì đúng theo nguyên lý là mua rẻ, mua nhiều thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, nhưng mà ở đây em sẽ báo cho các bác cái giá là nó sẽ dao động với những cái hàng bé. Đấy, từ chiều rộng là từ khoảng là 50 đổ xuống. Thôi nhá, chiều rộng 50 đổ xuống thì nó sẽ dao động từ 27 đến 28. Đấy, 27, 28 và đến 30 tùy từng cục, tùy từng độ đẹp và độ rác của nhau. Thôi nhá.
hoặc những cái cục to thì giá thành nó sẽ cao hơn các bạn, từ đến 70 đấy, 75, với chiều rộng như vậy thì giá nó phải lên tầm 40 đến 45 các bạn. Và ở đây em có xem thêm một cục gỗ blue đấy, với dạng blue vân cực kỳ to ở đây, các bạn nhìn thấy ruột cực kỳ tít và đẹp đấy. Đây là một trong những cái cục gỗ đang hứa hẹn là mang về sẽ ra những cái tấm chiếu ngựa cực kỳ là đẹp đấy, những cái lá mặt sập ngồi cực kỳ là đẹp đây các bạn này. Và giá của cục này cũng hơi cao đấy, và nhiều bác hỏi là hàng gỗ có độ này có hàng phách hay không, như hàng hương đá hay không ấy, thì rất hiếm khi có những cái hàng phách như vậy. Thường thường là những cái hàng blue nó dạng nhỏ coi nhá, còn với cái hàng gỗ to như này đấy thì giá cả nó cũng khá là cao. Và đặc biệt là những cái hàng vân như thế này đấy thì giá nó sẽ dao động tầm khoảng từ 45 đấy, đến 50, cũng không khác gì như là gỗ hương đá các bạn. Thậm chí có những cây gỗ to hơn, dài hơn đấy, nó còn cao tiền hơn nữa các bạn. Như ở đây là cái cục gỗ này đang là một hơn một khối một xíu và giá thành của nó cực kỳ là cao đấy. Thì trên đây em đã trả lời cho bác một số những câu hỏi và đồng thời là cũng chia sẻ cái giá và cái quy cách của bên em vừa mới tham khảo được ở chợ gỗ Thường Tín ở cuối tháng 7 âm lịch các bác nhá. Ấy thì bác nào đang quan tâm về đồ gỗ đồ thờ hay có những cái câu hỏi nào về đồ gỗ ấy, thì cứ comment xuống phần bên dưới, em sẽ trả lời những cái thắc mắc này cho các bác một cách nhanh nhất, chính xác nhất và cụ thể nhất các bác nhá.